861, gặp mặt không bằng danh tiếng. Bóng dáng A Lạc Công vội vàng xuyên qua doanh địa thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt mọi người đều chạy theo bóng dáng của hắn. Chỉ chốc lát sau, lại thấy A Lạc Công trở lại, dẫn bốn nữ nhân trở về. Nữ nhân cầm đầu kia rất là thu hút sự chú ý của mọi người, ở loại địa phương này vừa xuất hiện lập tức có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tuổi nhìn như không lớn, phong vận thành thục lại đầy đặn mỹ mạo mà thanh nhã, xinh đẹp mà không diễm tục, mặt nghe thường, tay áo bồng bềnh, dáng vẻ lúc đi qua làm cho người ta nhớ tới thanh liên duyên dáng yêu kiều đón gió trong hồ sen, phong thái siêu trần thoát tục thì giác chạm đến người này tự hồ liền ngửi được một mùi thơm ngát trong tưởng tượng, chân chính nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Nữ nhân theo sau là một lão ma ma tinh thần quắc thước, bước đi mạnh mẽ, thân thể vừa nhìn cũng rất cường tráng. Phía sau hai bạch y nữ tử thì rõ ràng là hai nữ tùy tung một hàng khí chất đều khác hẳn với thường nhân, không giống như là người xuất hiện ở chỗ này, cũng không giống là người ra vào trong chốn thế gian phồn hoa, chính là loại cảm giác siêu phàm thoát tục này. Trong doanh trướng phượng tộc, phàm là người phát hiện ra đoàn người này, ánh mắt đều di động theo, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Dũ Khánh và Nam Trúc cũng không ngoại lệ, hai người trước sau như một, không hề che giấu ánh mắt nhìn mỹ nữ của mình, lúc ở trong khe núi nghèo nàn đã có đức tính này, bệnh cũ vẫn chưa từng thay đổi ánh mắt cùng đầu di chuyển theo giai nhân giống như tiên tử kia. Hướng chân ở một bên vẫn bình ổn, nhìn cũng đang nhìn, nhưng rất rõ ràng, hắn nhìn không giống bọn Vũ Khánh, trong ánh mắt hắn lộ ra ý tứ quan sát. A à là công lại tự mình đi nghênh đón, người này là ai vậy? Vũ Khánh vuốt trâu nói thầm một hồi. Bên cạnh hắn không ai nhận ra, nhưng thanh âm đột ngột đáp lại vẫn xuất hiện ở phía sau hắn, lão đệ, người lúc này sợ là phiền toái, vạn hoa bảo chủ, trì bích giao pháp giá đích thân tới. Là giọng nói của tô bán hứa, Diễu Khánh quay đầu nhìn lại, thật đúng là hắn, không biết vị này lúc nào lại chạy đến bên cạnh mình. Thái độ không hề thay đổi, Diễu Khánh vẫn nghiêng đầu, cả đời không qua lại với nhau, ánh mắt cũng lần nữa nhìn chầm chầm mỹ nữ cầm đầu, đây chính là trì bích giao đại danh đỉnh đỉnh của vạn hoa bảo. Ánh mắt chuyển mà lại nhanh chóng nhìn về phía chữ bình côn, muốn nghiệm chứng một hai. Chữ bình côn rõ ràng vẻ mặt kinh ngạc, đối với sự xuất hiện đột nhiên của bảo chủ vạn hoa bảo có vẻ có chút lúng cuốn tay chân, trước đó hiển nhiên cũng không biết chuyện, sau khi choáng váng một lúc, nhanh chóng bước nhanh lên phía trước, đuổi theo bái kiến. Vị lão ma ma kia ngược lại quay đầu lại nhìn, không nói một tiếng, chỉ phất tay ý bảo đợi một chút. Chữ bình côn liền lập tức khúng núng lui ra, ánh mắt trong mông đưa mắt bảo chủ tiến vào trong lều trại của tộc trưởng phượng tộc. Phượng Kim Kỳ trên ghế tựa vẫn là bộ dáng già nua không thể nhúc nhích, khách quý tới cũng không đứng dậy nghênh đón ông tắm gia thú kia không buông chỉ lộ ra ý cười nhàn nhạt dẫn đầu chào hỏi tỏ vẻ kính ý trì bảo chủ tốt đã lâu không gặp sao ngươi vẫn còn trẻ như vậy trì bích giao thần thái sáng láng diện mạo trong suốt cười lộ hàm răng được khen tuổi trẻ là nữ nhân đều thích nghe hơi cúi người thăm hỏi thanh âm thanh thúy nói phượng tộc trưởng miệng vẫn ngọt như vậy lần này không mời tự tới mạo mùi quấy rầy Miệng tộc trưởng vẫn ngọt ngào như vậy sao? Mấy tộc nhân Phượng tộc hầu hạ trong trướng theo bản năng nhìn nhau, tự hồ nghe ra một tia ý tứ khác. A à Lạc Công cho người chuẩn bị chỗ ngồi, Phượng Kim Kỳ lên tiếng ngăn lại, không cần bận rộn, nàng thích sạch sẽ, không ngồi ghế của người khác, cũng sẽ không ăn uống đồ của người khác. A à Lạc Công ngẩn ra, vội vàng phất tay bảo người lui ra, sau đó hắn liền nhìn thấy lão ma ma đi kia theo lấy ra một cái ghế gấp màu đỏ tương ống ánh như ngọc mở ra đặt ở phía sau trì bảo chủ trì bích giao xua tay không cần phiền toái nói hai câu là đi phượng kim kỳ ồ một tiếng không phải đến thăm ta lần này có ý gì trì bích giao mỉm cười lão già ngươi có cái gì đẹp mắt ta nghe nói thiên hạ đệ nhất tài tử đại danh đỉnh đỉnh ở chỗ này nổi tiếng đã lâu vừa vặn ta lại tới đại hoang tự xem náo nhiệt thuận tiện tới kiến thức một chút phong thái của thám hoa lan phượng kim kỳ nhíu mày cho rằng nàng đang nói ngược lại mọi người đều biết sợ là đi thăm dò những lời cùng ngôn của thám hoa lan hắn không muốn tham gia ân oán gì nhưng vẫn cảnh cáo hắn hiện tại là khách của phượng tộc ta các ngươi có chuyện gì giải quyết thế nào cũng được không nên ở chỗ ta gây sự trì bích dao cười nói dưới mí mắt của đại tộc trưởng ngươi cho ta mấy lá gan ta cũng không dám đâu được rồi chào hỏi cũng đã nói xong ngươi chậm rãi nghỉ ngơi nói đến đây ánh mắt sáng nhìn chậu thang trước mặt một chút, lại nhìn da thú trên người đối phương, ngữ khí ngưng trọng nói, như thế nào, còn không tốt, vẫn là năm đó ngành tiếp phán quan kia một chưởng bị trọng thương sao. Nói đến đây, trên mặt phượng kim kỳ dân lên ý tứ nghĩ lại mà kinh, than nhẹ một tiếng, thần nhân đâu, ngay cả mặt của hắn cũng không thấy, một chữ ngoài mười dặm, thiếu chút nữa đem ta đập thành bột mình. Trì Bích Giao Trấn An nói, trong thiên hạ, người phạm vào quy củ của hắn, có thể bảo mệnh mà lui, có thể đếm trên đầu ngón tay, ngươi có thể cứng rắn tiếp hắn một chưởng coi như là không tệ. Phượng Kim Kỳ hơi lắc đầu, hắn không muốn giết ta, là hắn hạ thủ lưu tình. Tri Bích Giao chần chờ nói, không tìm tên dược đồ kia xem thử, hay là dược đồ có nhiều tật xấu không chịu chẩn trị cho ngươi. Phượng Kim Kỳ cười khổ, phán quan ra tay, cũng kinh động đại tộc trưởng, đại tộc trưởng xem qua vết thương của ta, cũng mệnh dược đồ tự mình tới phượng tộc chẩn trị cho ta, nhưng trong chửng kia của phán quan ẩn chứa uy lực nói không rõ, mặc dù hạ thủ lưu tình không giết ta, lại chặt đứt một nửa sinh cơ của ta, dược đồ cũng bó tay không biện pháp, căn bệnh này của ta xem như cứ như vậy mà kéo dài, sợ là muốn theo ta sống nốt quãng đời còn lại. Trì bích giao, vậy sống một ngày tính một ngày đi. Phượng Kim Kỳ, phán quan đến tộc cùng trông như thế nào? Bị hắn phạt không có một nửa sinh cơ ta lại ngay cả hắn trông như thế nào cũng không biết thật là tiếc nuối mấy thành chấp niệm trì bích giao trầm ngâm nói nghe nói hắn lộ diện đều mang mặt nạ không nghe nói ai gặp qua địa mẫu cũng chưa thấy qua hình dáng hắn địa sư đại thánh cùng đại tộc trưởng có gặp qua hay không ta cũng không biết phượng kim kỳ chậm rãi nói đại tộc trưởng cũng chưa từng thấy qua có thể nói ra lời này hiển nhiên cũng là hỏi qua vị đại tộc trưởng kia trì bích giao cũng không để ý mấy người này nghe nói thám hoa lan kia từng nói cuồng ngôn với vạn hoa bảo ta trước mặt mọi người nơi này của ngươi hẳn là có người chứng kiến đi cho ta một hai người ta hỏi tình huống chi tiết lúc phát sinh phượng kim kỳ người của ngươi không bẩm báo với ngươi sao chính là cảm thấy bẩm báo có chút vấn đề mới tới đường đường thiên hạ đệ nhất tài tử phong lưu phóng khoáng thám hoa lan làm sao có thể như vậy không tố chất không đầu óc nói không có mấy câu một cái miệng chính là tính cái rắm, giết chết ngươi, cái này cũng không giống văn hoa cái thế người nói, ta nghĩ không hoài nghi là tiểu nhân quấy phá cũng không được. Thì ra là vì chuyện này, ai đúng ai sai phượng kim kỳ cũng không muốn bất công ai, ra hiệu, ngươi đi an bại đi. Vâng. A Lạc Công đáp ứng, sau đó dẫn đám người trì bích giao ra ngoài. A Lạc Công trước tiên dọn sạch một gian lều cho trì bích giao dùng, cũng tìm hai nhân chứng khi sự việc xảy ra tranh chấp xác minh tình huống cho Trì Bích Giao. Người hỏi chính là vị lão ma ma kia, Trì Bích Giao dự thính, chẳng qua càng nghe càng kinh ngạc, phát hiện chân tướng cùng tình huống chữ bình côn báo cáo không kém nhiều lắm, mặc dù trong bản báo cáo của chữ bình côn có hiềm nghi bởi vì trút giận mà chăm ngòi tâm tình đối lập, nhưng tổng thể cùng sự thật vẫn tương xứng. Trì Bích Giao khó có thể tin, thiên hạ đệ nhất tài tử thô lỗ như vậy sao? lúc a lạc công kêu người lui ra nhớ tới điều gì đó hảo ý nhắc nhở một câu trì bảo chủ quy kiếm sơn trang thiền trang chủ cũng ở chỗ này làm khách ngụ ý là có nên đi chào hỏi hay không trì bích giao thuận miệng nói không quen hắn ta mặc kệ hắn quả thật không quen cũng quả thật không coi thiền tri nhất ra gì bạn thân của địa mẫu tầm tính quả thật là có cảm giác ưu việt không tự biết ít nhất bà không đáng chủ động đi bái kiến bà lánh đời mà sống cũng không muốn đi làm đạo lý đối nhân xử thế a lạc công đành phải hỏi lại trì bảo chủ còn phân phó gì không ánh mắt trì bích dao lấp lánh thám hoa lan kia làm phiền mời tới đây ta muốn gặp một lần a lạc công hơi cúi người đi ra ngoài chữ bình công bó tay chờ triệu kiến trong doanh địa thì lâm vào trong sợ hãi bất an cực lớn hắn không nghĩ tới một cái báo cáo cương nhiên có thể kinh động bảo chủ pháp giá đích thân tới điều này một khi để cho tra ra trong báo cáo của hắn bỏ thêm gia vị, chọc giận bảo chủ hậu quả hắn thật sự gánh vác không nổi. Nghe trì bích giao triệu kiến, Diễu Khánh cũng không bất ngờ, Nam Trúc lại khẩn trương nói, không thể đi, sợ gặp nguy hiểm. Diễu Khánh không chút sợ hãi, suy nghĩ nhiều, nơi này là đại hoang nguyên, cho nàng lá gan cũng không dám làm bậy. Người đã đến, thật muốn tìm việc, trốn cũng trốn không thoát. Hắn dẫn đầu đi, Nam Trúc lập tức đuổi theo, Hướng chân cũng trực tiếp đuổi theo. Tô bán hướng nghiêng đầu nói với thủ hạ bên cạnh, kêu người. Sau đó cũng đi theo, thủ hạ của hắn lập tức kêu gọi đồng bọn, mục tiêu nhất trí bức hướng trì bích giao vị trí lều trại. Bên ngoài quan sát thời giáp cũng nhanh chóng vào trong lều, bước nhanh tới trước mặt thiện tri nhất quỳ một gối xuống đất bẩm báo, trang chủ, trì bích giao gọi thám hoa lan đi qua, không phải là muốn tìm thám hoa lan tính sổ chứ. Lúc này ở đây, trì bích giao hẳn là không có lá gan lớn như vậy. Mặc dù nói như vậy, thiện tri nhất vẫn đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài, trì bảo chủ tới, nên đi bái kiến. Ít nhiều vẫn là sợ trì bích giao gây ra chuyện ngoài ý muốn, không tự mình nhìn chầm chầm có chút không yên lòng. Mà đây cũng chính là điều thời giáp khẩn cấp bẩm báo lo lắng, đối đầu với cao thủ cấp bậc trì bích giao kia, một khi có biến, còn phải là trang chủ ra tay mới được. Kiếm thị như hình với bóng. Nam Trúc và Hướng Chân bị ngăn ở bên ngoài lều, không cho cùng đi vào. Lúc đầu hai người không chịu, Diễu Khánh nói không có việc gì, để cho bọn họ chờ ở bên ngoài, một mình từ trong màn trướng do nữ tử áo trắng thủ môn kéo ra đi vào. Trì Bích Giao lẳng lặng đứng lặng trong trướng nghiêng tai lắng nghe, sau khi nghe được lời nói ung dung mà tự nhiên hào phóng của Diễu Khánh, không khỏi khẽ gật đầu khen ngợi, chỉ là một tu sĩ sơ huyền có thể có khí phách ung dung này, quả thật không tầm thường. Màn trướng vừa mở ra, ánh mắt nàng cũng lập tức nhìn chầm chầm vào Diễu Khánh, sau khi thấy rõ bộ dáng Diễu Khánh, không khỏi sững sờ. Diễu Khánh tiến lên quy củ hành lễ, Diễu Khánh bái kiến trì bảo chủ. Kết quả chậm chạp không có phản ứng, hắn không khỏi dương mắt nhìn, liếc mắt nhìn lại, phát hiện nữ nhân này là thật sự rất xinh đẹp, siêu phàm thoát tục như tiên nữ đồng dạng. Ai ngờ trì bích giao lại dần dần nhíu mày, đột ngột thốt ra một câu, người chính là thám hoa lan của chung nhược thần nàng nghe nói thám hoa lan tại văn chương cái thế phong lưu phóng khoáng cũng không mất nam nhi khí khái ngã quan mà đi bỏ văn tòng võ một thanh kiếm dết ra cẩm quốc kinh thành còn rất truyền kỳ ân ai ngờ dù sao nàng lúc này trong mắt là tràn đầy thất vọng thậm chí có hoài nghi có phải hay không nghĩ sai người cảm giác dù sao cũng không phù hợp với lời đồn gặp mặt không bằng danh tiếng gì cơ diễu khánh có chút bị nàng làm cho bối rối muốn hỏi một chút nữ nhân này có tật xấu gì, thoạt nhìn xinh đẹp giống như tiên nữ, còn có khí chất siêu phàm thoát tục kia, như thế nào vừa mở miệng liền phun phân. Không phù hợp với khí chất, không giống như là người có thể nói những lời như vậy, chẳng lẽ là đang cố ý chọc giận chính mình, sau đó mượn cơ hội thu thập mình sao? Còn có, cái gì gọi là thám hoa lan của chung nhược thần, hắn cùng chung nhược thần đã sớm không có quan hệ, không biết nữ nhân này nhắc tới chuyện này là có ý gì có phải cố ý chọc giận hay không không quan trọng, hắn cũng không dám ở trước mặt loại cao thủ này quá mức càng rỡ, ưỡng ngực, lẽ thẳng khí hùng nói, tại hạ tự nhận mình dáng dấp không tệ, tuy có chút hèn mọn ăn nói lại vụng về. Điểm ấy hắn vẫn là có lòng tin, bên trong linh lung quang, ngoại trừ tiểu sư thúc, cảm giác mình hẳn là người lớn lên đẹp nhất. Tri Bích Giao cũng không phải tới nơi này đàm luận tướng mạo, chỉ là thuận tiện tới xem hắn trông như thế nào mà thôi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái khác hỏi, năm đó khi ngươi thoát khỏi kinh thành cẩm quốc, cũng là tình thế bất đắc dĩ, hôm nay ngươi có đường của ngươi, chung nhược thần cũng trở thành đệ tử địa mẫu, cửa ải khó khăn năm đó đối mặt cũng đã qua, tiếc núi năm đó lưu lại, có muốn bù đắp trở lại hay không? Dũ Khánh không biết người phụ nữ này ba câu không rời chung nhược thần rốt cuộc muốn làm gì, không phải là phát cuồng ngôn với mình sao? Mặc dù mơ hồ hoài nghi đến ý tứ trong lời nói của nữ nhân này, nhưng vẫn nhìn không được hồ nghi xác nhận, bù đắp cái gì? Đôi mắt trì bích giao lóe sáng liên tục, nam chưa kết hôn, nữ chưa lấy chồng, vốn là nhân duyên đã định trước, đương nhiên là nối lại tiền duyên cũng coi như là chuyện tốt hiếm có. Đổi lại là người khác, nàng nói không chừng thật muốn cho đối phương vì nhục nhã vạn hoa bảo mà trả giá thật lớn, nhưng đối với vị này, có tính toán hay không quả thật không quan trọng. Dù sao, nàng đúng là bạn thân của địa mẫu, hai người quan hệ rất thân mật, hai người từ lúc còn trẻ chính là bạn thân, chỉ có điều địa mẫu sau này đi lên địa vị cao, mà thành tựu của nàng kém xa địa mẫu, nhưng địa mẫu thỉnh thoảng vẫn đến chỗ nàng ở. Đối với những chuyện liên quan đến đại sự thiên hạ, địa mẫu có lẽ sẽ không nói cho nàng biết, một số chuyện liên quan tới con cái mà mấy vị phụ huynh gặp mặt hay lãi nhãi thì không có giấu nàng. Nàng biết, chung nhược thần có thể được địa mẫu đặc biệt thu làm đệ tử, địa mẫu rất coi trọng tương lai, chính là bởi vì tâm sự của chung nhược thần như thế, địa mẫu cũng có chút lưu ý đều là nữ nhi từng trải biết đồ đệ đang suy nghĩ cái gì kỳ thật lấy lý trí của địa mẫu mà nói cảm thấy không có nam nhân xứng đôi với đồ đệ mình không ràng buộc gì với tương lai tu luyện càng có lợi hơn nhưng địa mẫu lại biết không có nếm trải qua là không bỏ xuống được biết đồ đệ thủy chung là phải trải qua trận tình cảm nam nữ này không cùng nam nhân này cũng phải cùng nam nhân khác ai cũng ngăn không được cho dù là người làm sư phụ của nàng cũng ngăn không được chuyện này nhất định phải đối mặt trong vấn đề với người đàn ông này hay với người đàn ông khác, đừng nói chung nhược thần không bỏ xuống được, địa mẫu cũng dần nghiêng về phía người thanh niên trước mắt này. Phương diện thể diện đúng là nguyên nhân lớn, tiếp theo là người trước mắt này càng ngày càng ưu tú, văn hoa cái thế không nói, vứt bỏ văn theo võ tùy tiện đùa giỡn, cư nhiên ngay tại đại hội triêu dương đánh bại chung nhược thần, đem địa mẫu đều kinh diễm một phen. Thời gian tu hành của chung nhược thần mặc dù không tính là rất dài, nhưng dù sao cũng là đệ tử địa mẫu dốc lòng dạy dỗ ra, tài nguyên tu hành tốt nhất cũng là quản đủ, thực lực cùng thế hệ địa mẫu rất rõ ràng, tuyệt đối là cao cấp nhất, kết quả lại đánh không thắng tiểu tử thúi kia. Văn võ đều đệ nhất, tuấn kiệt phong thái như thế, quả thực là thiên chi kiêu tử một đời, lại còn chưa cưới vợ, cũng không có người yêu, hơn nữa vốn là vị hôn phu chung nhược thần từng có hôn ước, vậy còn có cái gì để nói, thỏa đáng chính là người được chung nhược thần lựa chọn những người con trai tốt khác trong cùng thế hệ địa mẫu đều chướng mắt địa mẫu cũng là người tâm cao khí ngạo nằm nhân ái đồ nàng muốn tìm tự nhiên hẳn là tìm ưu tú nhất không có đạo lý chọn người thứ hai nhưng địa mẫu lại không có khả năng dùng quyền thế đi bức bách thám hoa lan cưới đồ đệ của mình đồ đệ của mình không gả đi được sao còn cần phải ép người ta cưới cầu người ta cưới sao địa mẫu tâm cao khí ngạo thậm chí sẽ không biểu hiện ra chút ý tứ nào với thám hoa lan đệ tử ta muốn gả chính là giai nhân đẹp nhất. Nàng có cơ hội tự nhiên là muốn vì khuê mật giải ưu. Thêm vào đó, mùi mùi của chung nhược thần là văn nhược vị. Lại khen tỷ phu mình thật tốt, trì bích giao đã sớm tò mò. Cho nên vừa nghe thám hoa lan trêu chọc vạn hoa bảo của mình, cộng thêm gần đó, lập tức chạy tới. Đến đây vừa nhìn, đây chính là văn nhược vị nói phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong sao nàng thật không biết văn nhược vị là ánh mắt gì, hôm nào phải hảo hảo nói một chút. Diễu Khánh bình tĩnh từ chối, tiền bối, chuyện cũ đã qua rồi. Tiền bối. Trì Bích Giao lập tức nhìn mình, hỏi, ta già dạ như vậy sao? Diễu Khánh không nói gì, thầm nghĩ, ngươi có già dạ như vậy hay không ta không biết, có bệnh là thật. Chỉ vài câu nói như vậy, hắn xem như đã nhìn ra, vạn hoa bảo chủ này là một thứ đồ chơi trong ngoài không đồng nhất. Mặt ngoài cực kỳ có tính lừa gạt, nhìn là một thanh niên duyên dáng yêu kiều, há mồm lại là một mặt hàng không biết giữ mồm giữ miệng. Được rồi, Trì Bích giao tạm thời cũng không so đo tuổi tác của mình, tiếp tục khuyên nhủ yến phu tử, một đời kỳ nhân, thu ba đồ đệ, trong đó hai người đều bước vào cảnh giới bán tiên, chính là địa mẫu cùng địa sư, còn có một người cũng đạt tới cảnh giới cao huyền, điều này nói rõ cái gì? Chứng tỏ phái Quan Nhân này của bọn họ quả thật không thể trêu chọc có thể được địa mẫu đặc biệt chiêu mộ làm đệ tử, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Chung nhược thần thiên phú không phải nhỏ, nhưng nàng bước vào giới tu hành mới bao nhiêu năm. Tu vi trước đó không lâu đã đột phá đến thượng huyền, ngay cả sư phụ nàng cũng tự hào, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Thám hoa lan, dùng đầu thiên hạ đệ nhất tài tử của ngươi suy nghĩ một chút đi, ngươi có biết ngươi cưới chung nhược thần ý vị như thế nào hay không? Chung nhược thần đã đột phá tới thượng huyền sao? Vũ Khánh khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng, đúng như lời đối phương nói, chung nhược thần bước vào giới tu hành mới bao nhiêu năm, ngưỡng cửa giữa đại cảnh giới là từng đạo gông cùng xiền xích, cũng không phải dựa vào tài nguyên tu luyện sung túc là có thể đột phá, cần chính là ngộ tính. Hắn bây giờ liền vây ở sơ huyền đỉnh phong khá lâu, khó có thể tiến thêm một bước, mà chung nhược thần lại cũng đã đột phá, nữ nhân kia tu hành thiên phú quả thực khủng bố. Một nữ nhi nhà thương nhân lại có thiên phú như thế, hắn quả thực bị chấn kinh. Lúc này, màn trướng vừa mở ra, thì nữ bên ngoài đi vào bẩm báo, bảo chủ, trưởng sự tô bán hứa của cẩm quốc tiền trang cầu kiến. Trì bích giao cự tuyệt, không gặp. Vâng. Thì nữ lĩnh mệnh mà đi. A à, sĩ hành, chỉ cần ngươi nguyện ý, cho dù ngươi chỉ cần biểu thị với ta một chút ý tứ nguyện ý hợp lại, chuyện còn lại không cần ngươi quản. Con người ta đã quen hầu hạ hoa hoa cỏ cỏ, thích những thứ tốt đẹp, thích vẻ đẹp thành nhân, địa mẫu bên kia ta đã nói, ta sẽ giúp ngươi nghĩ hết biện pháp để cho nàng đáp ứng, chỉ cần nàng đáp ứng. Chung nhược thần còn có thể không nghe sư phụ nàng. chuẩn bảo ngươi ông mỹ nhân về, kia đêm động phòng hoa chút tuyệt đối còn hơn lúc ngươi đề tên bản vàng, ngẫm lại đều đẹp a. À. ánh mắt vũ khánh có chút kỳ quái nhìn nữ nhân trong mắt tràn đầy phóng quang này, nói giống như không phải hắn đang động phòng hoa chút, mà là đang ảo tưởng chính nàng đang động phòng hoa chút quả thật, đối phương không chỉ là hình dung tốt đẹp, phần tiền đồ kia ngẫm lại, cũng đúng là tốt đẹp, chỉ cần cưới chung nhược thần, danh lợi, tiền tài, địa vị cùng quyền thế đại khái đều sẽ có đi. Hắn là muốn những thứ này, nhưng hắn tuyệt sẽ không đáp ứng, bởi vì đó là vị hôn thê của A Sĩ Hành, hắn không có khả năng chim ngói chiếm tổ chim khách. Thật sự, trong lòng hắn ngay cả một chút nói thầm cùng do dự cũng không có, trực tiếp liền cự tuyệt, trì bảo chủ, ngài hao tâm tổn trí ta thật sự trèo cao không lên cũng không thói quen ăn bám chuyện quá khứ cứ để nó đi qua đi trì bích giao sắc mặt bao phủ lên hàng xương xem như từ trong câu trả lời bình tĩnh của đối phương mà xem tên này là ăn quả cân quyết tâm đúng lúc này màn trướng vừa mở ra thì nữ bên ngoài lại đi tới một người bẩm báo bảo chủ quy kiếm sơn trang trang chủ thiền tri nhất cầu kiến đối với vị này trì bích giao ngược lại không tốt từ chối phất tay áo ý bảo mời vào. Vì thế rất nhanh, thiền tri nhất đã được mời vào, hai gã tùy tùng theo sát. Tri bảo chủ phong thái vẫn như cũ, quả thực làm cho người ta hâm mộ. Thiền tri nhất chấp tay chào hỏi. Tri bích giao cũng không khách khí, nàng tự hồ cũng không phải là người khách khí gì, thẳng thắn nói, ngọn gió nào đưa thiền trang chủ tới đây. Thiền tri nhất lạnh lùng liếc xéo Vũ Khánh, ta cùng trì bảo chủ nói chuyện riêng hai câu, tiểu huynh để có thể lãng tránh một chút hay không? Vũ Khánh cũng không muốn nói với Trì Bích Giao những chuyện vớ vẩn kia, lúc này chấp tay cáo từ, Trì Bảo Chủ nếu không có gì khác phân phó, tại hạ xin cáo từ. Trì Bích Giao lạnh lùng nói, chuyện ta nói, ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt có thể tùy thời liên lạc. Được. Vũ Khánh đáp ứng, xoay người rời đi. Ra khỏi lều, Nam Trúc liền tới hỏi, không sao chứ? Tô Bán Hứa cũng nhanh chóng đánh giá Vũ Khánh có ổn hay không. Vũ Khánh bước đi nhanh nói, có thể có chuyện gì, trên địa bàn thiên tộc, nàng cũng không dám trắng trợn săn bậy. Tô Bán Hứa đi theo phe phẩy quạt, cố ý nói ra vài lời khiến Vũ Khánh chú ý, vạn hoa bảo, thám hoa lan, tụ cùng một chỗ chân chính là tuyệt phối A. À. Ai ngờ Vũ Khánh cũng chỉ giật giật con ngươi, căn bản không có ý quay đầu lại. Trên bãi đất trống doanh địa, Chữ Bình Côn đang trong mông, nhìn Dũ Khánh không việc gì rời đi. Tri Bích Giao trong trướng phát hiện thiện tri nhất cũng không nói chuyện đứng đắn gì. Toàn bộ liền chạy tới ôn chuyện, cảm hoài vài chuyện năm đó cho dù là năm đó, giữa bọn họ cũng không có giao tình gì, có cái gì hay để nói. Sau khi không kiên nhẫn tiếp chuyện, liền tìm cái cớ đuổi thiền tri nhất đi. Không có người ngoài, lão ma ma hỏi, bảo chủ, muốn gọi chữ bình cung tới hỏi sao? trì bích giao suy nghĩ một chút về cạnh tranh là chuyện thường chữ bình côn cũng là đang mưu lợi cho vạn hoa bảo là vị thám hoa lan kia quá mức cùng vọng dám trào phúng vạn hoa bảo ta thì tính là cái thá gì không thể nói lung tung phải có thực lực đó chứ đối với phụ nữ chúng ta chỉ muốn người đàn ông chúng ta muốn hắn lại muốn làm một người đàn ông có cốt khí như vậy sao được được vậy để cho chữ bình côn xem cân lượng của hắn là tốt rồi ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu cốt khí cứng rắn, có thể chịu đựng được hay không. Tâm tư thầy trò lạc vân xính, ta nhận, lần này thuận đường giúp các nàng giải quyết, ta lần này muốn nhấn mạnh đầu trâu uống nước, cũng không tin đánh không được vào thắt lưng của thám hoa lan này. Nữ nhân đến nước cấp độ này như các nàng, quả thật có tư cách cường thế, chỉ có các nàng chọn nam nhân, lại dám nói cơm mềm các nàng đưa tới cửa không thơm, không khác gì nói các nàng leo lên đến nay không có giá trị, quả thực buồn cười lão ma ma hiểu ý của nàng gật đầu nói ta sẽ bảo trì liên lạc với bình côn các nàng cũng không ở đây lâu thậm chí cũng không khách sáo cáo từ phượng kim kỳ nói đi là đi trước nơi đóng quân của liêu phượng tộc lão ma ma phất tay gọi chữ bình côn cùng đi ra ngoài có chuyện muốn hỏi cũng có việc muốn an bài đợi chữ bình côn từ bên ngoài trở về khí vũ hiên ngang tinh thần rõ ràng khác hẳn ý tứ của vạn hoa bảo tổng quản ma ma bảo chủ chẳng những không trách cứ hắn trong lúc bẩm báo có thêm gia vị, ngược lại ủng hộ hắn buông tay buông chân đi làm, có thể nói không có nỗi lo về sau, như trút được gánh nặng hắn làm sao có thể không có tinh thần, hạ quyết tâm muốn đem vị thám hoa lan kia dày vào đến chết. Xác định đoàn người trì bích giao đã đi, nam trúc trở về nhìn thấy tình hình cửa lều không khỏi vui vẻ, chỉ thấy tô bán hứa còn đang bồi hồi ở cửa, thủy chung không thể vào cửa, hướng chân khoanh tay đứng ở cửa ngăn cản lão cửu tìm hiểu tung tích của long hành vân nam trúc hắn cũng ở bên ngoài quan sát động tĩnh nhân thủ không đủ dùng vì thế lão thập ngũ sai khiến hướng chân mỹ kỳ danh viết để hướng chân giúp chút việc nhỏ giúp trong cửa đừng để cho người quấy rầy bình thường tự nhiên là không cần trong cửa hiện tại thì rất rõ ràng lão thập ngũ chính là muốn nhau ưng mà hướng chân cũng không cự tuyệt loại việc vặt này hơn nữa còn là một người gác cổng rất xứng chức tuyệt đối thiết diện vô tư các loại lý do đều không vào được, cũng không thông báo. Khoanh tay đứng ở cửa trắng, trả lời liền hai chữ không được. Đó là thật không coi đường đường là trưởng sự tiền trang ra gì a à, nằm trúc đều phục hắn, tự nhận nếu là mình, tuyệt đối sẽ có, bỡ đỡ, sợ là sẽ không lây cự tuyệt được thình tình của tô bán hứa, ít nhất sẽ hỗ trợ thông báo đi, thậm chí có thể giúp người ta biện hộ, cần biết vị tô trưởng sự này chính là thần tài, hắn còn muốn nịnh bợ một hai đây hắn thừa dịp tô trưởng sự chưa kịp phản ứng, đột nhiên chui vào trong lều. Tô bán hứa sửng sốt một chút, lập tức muốn theo vào, hướng chân đi ngang một cái, chặn lại, cũng lạnh lùng nhìn chầm chầm đối phương, cảnh cáo nói, ta lại lễ phép nhắc một lần cuối cùng. Ngụ ý là, ngươi lại tự tiện xông vào một cái thử xem. Này! Tô bán hứa bị tức đến bật cười, trên tay quạt xếp lắc vù vù, rất muốn hỏi một chút đây là chỗ nào toát ra một ngốc tử thủ hạ của hắn cũng nhìn không nổi nữa nhanh chóng tiến lên muốn cảnh cáo hướng chân một chút ánh mắt hướng chân như đau đâm tới trường kiếm đeo sau lưng cũng đồng thời khẽ động giống như tự động rút ra một tấc trên bãi cỏ trong vòng một trượng lá cỏ hơi lay động theo gió trong nháy mắt bất động bị một cổ khí cơ khó hiểu đóng băng lại giống như là bị vô số mũi nhọn kiềm chế không dám nhúc nhích cành cỏ hơi không theo lập tức bẻ gãy rơi xuống đất giờ khắc này phượng kim kỳ trong lều của tộc trưởng chậm rãi mở ra một khe hở, từ từ nói, kiếm ý. Thiền tri nhất khoanh chân đã tọa trong một cái lều khác bỗng nhiên mở mắt, lẩm bẩm một câu, sơ huyền sao. Quạt xếp trong tay tô bán hứa đột nhiên che nửa mặt trước, chặn mũi nhọn vô hình kia, hiếp mắt nhìn chầm chầm hướng chân chặn đường, đồng thời nhanh chóng vung tay kia ra, chặn thủ hạ muốn xông lên, rút tay ra, ý bảo lui ra. Người lui ra trong ánh mắt nhìn về phía hướng chân cũng tràn đầy cảnh giác, rõ ràng không dám khinh thị nữa trong trướng sư huynh đợi hai người ngược lại không có cảm giác gì dữ khánh đang ngồi ở trên giường ngoài miệng nằm cỏ hai tay đang chơi đang cỏ thuần túy nhàn đến nhàm chán nghe được lời cảnh cáo bên ngoài lều trại nằm Trúc quay đầu lại nhìn đến trước mặt dữ khánh tay chỉ chỉ cửa thấp giọng nói thầm một câu có đủ cứng a à. thấy dữ khánh thờ ơ đành phải nói chính sự trì bích giao bọn họ đều đi rồi chữ bình côn cũng không biết nói thầm cái gì, dù sao sau khi trở về liền trở nên vinh váo tự đắc, chúng ta sợ là phải cẩn thận một chút. Lúc này, thanh âm tô bán hứa ở bên ngoài đột nhiên vang lên, lão đệ, chuyện ta không nói không giúp ngươi làm, nhưng nói chung phải nói rõ ràng chứ. Phốc Dũ Khánh nhổ cỏ trên miệng, cho Nam Trúc một câu, để hắn vào đi. Nam Trúc ha hả một tiếng, lập tức vén màn trướng đi ra ngoài, vỗ vỗ cánh tay hướng chân ý bảo, lão thập ngủ mời khách nhân đi vào. Hướng chân lúc này mới nghiêng người nhường đường. Tô tiên sinh, mời, mời vào bên trong. Nam Trúc cúi đầu không lưng đẩy màn trướng ra. Tô bán hứa tức giận xì một tiếng, giống như đang chăm chọc sắc mặt Nam Trúc, bước vào, nhìn thấy Vũ Khánh bên trong vẫn đang chơi đang cỏ, vẫn là một bộ dáng không muốn để ý tới hắn. Bất đắc dĩ thở dài, lão đệ, ta thấy ngươi là hiểu lầm ta, ta người này đã nói là làm, lời nói ra chưa bao giờ có đổi ý, nếu đã nói giúp ngươi làm thịt họ chữ, tự nhiên sẽ không nuốt lời, là ngươi lật lọng, dẫn đến hậu quả ngươi cũng thấy được, không phải ta không muốn, là thời giáp bên kia bất đồng ý kiến với ta, ngươi tức giận cái gì? Lời này nói, Nam Trúc khóe miệng nhìn không được gợi lên độ công, phát hiện như lão thập ngủ trước dự liệu như vậy, quả thật chạy đến tìm bậc thang đi xuống. Vũ Khánh tự hồ không để tâm, trên tay không ngừng lắc lư, hờ hững nói, Tô Tiên Sinh là cho ta mắt mù sao, tính tình ngươi rất nóng nảy, một cước đem mã trác đều đá lên trời. Nam Trúc trong lòng ai da, muốn khuyên hắn đừng cứng, kém không nhiều lắm muốn thốt ra, Diễu Khánh liếc mắt ý bảo hắn đừng làm loạn. Lão đệ, là ngươi nói không giữ lời có được hay không, đã nói không thể tiết lộ cho người ngoài, ngươi quay đầu lại liền đem ta bán đi, việc này một khi bị người chọc ra ngoài, ngươi nói ta có kết cục gì. Diễu Khánh rốt cục đứng lên, buông tay nói, ta cũng không nghĩ tới hai nhà các ngươi đều đáp ứng giúp việc này, ta cũng là khó xử, ngươi nói ta nên để nhà nào đi mạo hiểm. Tô bán hứa khoát tay nói, được rồi, không nói nữa, dù sao thời giáp cũng không có khả năng tham dự nữa, sự tình đều đã qua, mất hứng cứ như vậy bỏ qua, vẫn là câu nói kia, tên họ chữ ở đó ta giúp ngươi giải quyết, việc này phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết nữa. Vũ Khánh ném cỏ đi, gật đầu như gà mổ thóc, Tô Tiên Sinh yên tâm, lần này không có người ngoài cuốn vào, các đầu ta cũng tuyệt đối không thể để lộ ra cho người ngoài biết được. Lại bắt đầu thúc giục, Tô Bán Hứa có chút đau răng, quạt xếp gõ gõ vai hắn, chờ tin tức của ta. Dứt lời quay đầu bước đi, như bị người ta đòi nợ đem bám đến sợ hãi. Đi ra ngoài trướng, nằm Trúc đưa tiễn xong liền bước nhanh trở về, hỏi, thiền tri nhất bên kia làm sao bây giờ? Dũ Khánh hỏi, bên kia còn chưa có phản ứng sao? Nam Trúc lắc đầu, không có, không biết khi nào. Để cho ta chờ sao? Vũ Khánh lẩm bẩm xì một tiếng, ta thế nhưng chờ không được, vạn hoa bảo bảo chủ vừa đến, chữ bình côn bên kia thế không đúng, chờ thêm nữa, còn không biết ai làm thịt ai trước, nhất định phải ra tay trước. Về phần làm thế nào giành quyền chủ động trước, hắn lâm vào suy tư. Lúc này, màn trướng vừa mở ra, một ngạo thiết đã trở lại, báo cáo một tiếng, long hành vân dừng chân trong doanh địa tích lư sơn vũ khánh cũng không biết có nghe thấy hay không cân nhắc đi tới đi lui một hồi chợt xoay người nói thu dọn hành lý rời đi rời đi nam trúc kinh ngạc hỏi đi đâu một ngạo thiết cũng rất kinh ngạc vừa trở về gặp phải tình huống này không biết làm sao kỳ thật cũng không phải thật sự rời đi bất quá thu dọn đồ đạc xong xuôi ngược lại là thật hành lý lúc tới lại một lần nữa đóng gói thành bưu kiện hướng chân cũng gọi vào bảo cũng thu dọn hành lý đổi lại một ngạo thiết canh giữ ở phía sau khe hở màn trướng theo dõi phương hướng chủ quan nhìn không phải chỗ nào khác chính là lều trại bên kia thiền tri nhất chờ ai chờ đợi thật lâu rốt cục đợi được thời giáp vén màn trướng đi ra một ngạo thiết lập tức giơ tay ra chiêu cũng nhắc nhở một tiếng đi ra nhóm người trong trướng lập tức xuất phát sau khi đi ra ngoài diễu khánh quay đầu dặn dò mấy người các ngươi chờ ta ta đi cáo biệt hướng chân đưa mắt nhìn hắn rời đi, ánh mắt nhìn Nam Trúc, lại nhìn một ngạo thiết, không biết đám người này rốt cuộc muốn làm gì. Thời giáp vốn có trách nhiệm phụ trách quan sát bên ngoài, huống chi trọng điểm chính là quan sát Vũ Khánh bên này, tự nhiên là lập tức thấy được nhóm người của Vũ Khánh. Hắn lại không mù, đám người này đột nhiên đeo hành lý trên lưng, lù lù như vậy không đến mức không nhìn thấy đây rõ ràng là có ý muốn rời đi, nhất thời để cho hắn chấn động. Hắn không để ý tới chuyện khác, bước nhanh tới trước mặt đám người Nam Trúc hỏi, chư vị, các ngươi muốn đi đâu? Nam Trúc cùng một ngạo ấp úng, nói không rõ ràng qua loa vài câu. Hướng chân đối diện với ánh mắt của hắn, không khách khí đáp lại ba chữ, không biết đừng hỏi ta. Ta cũng không biết. Chữ Bình công nhận được bẩm báo phía dưới, thân ảnh xuất hiện ở cửa trướng vén lên, nhìn chầm chầm một đám người lưng đeo hành lý. Thủ hạ nói, đông gia, bọn họ có phải muốn chạy hay không? chữ bình côn a một tiếng chạy vậy cũng phải xem bọn họ có chạy thoát mới được nếu không chạy trốn ở chỗ này ta thật đúng là không dễ động thủ vâng thủ hạ lĩnh mệnh rời đi đông dạng nhận được bẩm báo tô bán hứa cũng xuất hiện ở dưới màn trướng nửa mở vẻ mặt hồ nghi không biết náo loạn này là ở đâu ra ở đầu kia vũ khánh gặp a lạc công sau khi nhìn thấy hành lý hắn đeo trên lưng cũng rất kinh ngạc hỏi thám hoa lan muốn đi đâu sao vũ khánh chấp tay nói không đi đâu chỉ xin ngài cho phép rời đi mà thôi thiên tộc hội tụ ở đây chúng ta muốn ra ngoài đi dạo một chút mở rộng tầm mắt sau đó sẽ quay lại a à lạc công ồ một tiếng nhìn hành lý hắn đeo trên lưng hiển nhiên có chút nghi hoặc nhưng cũng không có đạo lý tùy tiện cấm túc khách nhân khẽ vuốt cầm nói có một số bộ tộc không thiện chí rất khách khí các ngươi khi tiếp xúc phải cẩn thận một chút đa tạ nhắc nhở gặp lại sau Dũ Khánh chấp tay tạ ơn lui về phía sau vài bước, xoay người rời đi, lập tức trở về bên đám người mình. Về phần Thời Giáp, trước kia không phải người một nhà, hiện tại lại càng không phải người một nhà, hắn làm như không khí không nhìn, phất tay ra hiệu đám người nằm chút, đi thôi. Thời Giáp vẻ mặt ngây ngốc, phát hiện vị thám hoa lan này có đủ tính trẻ con, mất hứng cũng rất dứt khoát treo trên mặt, không hề che giấu, mà hắn cũng không thể để cho người ta thật sự đi, nhanh chóng cất bước tiến lên ngăn dũ khánh hỏi lão đệ ngươi đây là đi đâu dũ khánh nhíu mày biểu đạt bất mãn ngoài miệng bình tĩnh ứng phó thiên tộc tụ tập rầm rộ khó có được đi ra ngoài mở rộng tầm mắt liền trở về đừng cản đường làm phiền nhường đường thời giáp theo bản năng nhìn hành lý của bọn họ một chút trong lòng nói thầm ngươi lừa quỷ đâu liền đi dạo xung quanh đáng giá đều đeo hành lý trên lưng rõ ràng là phải đi xa đương nhiên hiện tại cũng không phải lúc biện luận cái này Thảo Thanh tức giận nói, lão đệ, còn đang giận ta sao? Vũ Khánh đưa tay vuốt trâu, lỗ mũi hết lên, âm dương quái khí nói, chúng ta không quen, đến mức độ đó đâu. Lời này, cùng tư thái này, thiếu chút nữa đem Nam Trúc cho chọc cười, mạnh mẽ nghẹn cười, nghẹn thực vất vả, quay đầu một bên, sợ bị người nhìn thấu, phát hiện lão thập ngũ tên này đùa dẫn đó là dùng bất cứ thủ đoạn khốn nạn nào, quá xấu xa. Thời giáp nhanh chóng nhìn bốn phía, hạ thấp giọng nói, lão đệ, ta tới là muốn nói cho ngươi biết, họ chữ ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng nhìn ngươi như vậy, tự hồ là muốn buông tha đi. Vốn dĩ, lời này tạm thời là không định nói với Vũ Khánh nhanh như vậy, lúc trước đều tức giận đến lật bàn, cho dù muốn đổi ý, diễn phải làm trọn bộ, tư thái cũng phải đáng đo, bằng không nói không được, dễ dàng làm cho người ta sinh nghi. Hôm nay nhanh như vậy lộ ra, thật sự là bởi vì diễn không nổi nữa, người ta đều phải đi, quay đầu diễn cho quỷ xem sao, tự nhiên là nhanh chóng đem chuyện ổn định lại nói sau. Vừa nghe lời này, Diễu Khánh rốt cục nhìn thẳng hắn, hỏi, tiên sinh lời này là thật. Thời giáp chỉ chỉ chính mình, lão đệ, loại chuyện này ta có thể lấy ra đùa dẫn sao? Diễu Khánh lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười xoay người, một tay ý bảo lều trại của mình, một tay nắm cánh tay thời giáp, bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, tiên sinh mời vào bên trong. Cũng quay đầu hướng đám người năm trúc ra hiệu, trở về trở về không đi không đi tốc độ trở mặt cực nhanh khiến thời giáp có chút không kịp thích nghi cười khổ đi theo hắn hướng chân hoàn toàn không rõ tình huống mục ngạo thiết vừa trở về không lâu cũng có chút không rõ cho nên duy chỉ có biểu tình của nam trúc rất đặc sắc phát hiện thật đúng là dù sao cũng tùy ý lão thập ngũ dắt mũi đi a à. thật đúng là cho đóng phân cũng muốn ăn a à, cái quái gì vậy a à là công đứng ở trong doanh địa quan sát cũng có chút xem không hiểu trơ mắt nhìn người vừa rồi cáo từ mình lại trở về trong lều. Hết chương 863. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.